Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta bắt đầu học các động từ nhóm 3 và mở đầu bằng động từ phe trên bảng. Chúng ta có thể nói được gì về động từ nhóm 3? Các anh chị biết rồi, nhóm 1, nhóm 2 là những nhóm có quy tắc, nó có cái bộ đuôi. Chúng ta cứ theo đó chúng ta chia. Ngoại trừ động từ nhóm 1 nó có vài ba cái động từ đặc biệt, nhóm 2 thì bình thường. Riêng nhóm 3 là cái nhóm bất quy tắc, chúng ta phải học rất là kỹ. Và chúng ta có thể nói được nữa, nhóm 3 là cái nhóm cũng có khoảng 300, hơn 300 động từ, nhưng mà trong thực tế mình chỉ cần dùng vài chục thôi. Và những cái động từ này là những động từ rất quan trọng trong cuộc sống, chẳng hạn như động từ phe là làm này, động từ ale là đi này, rồi động từ muốn, động từ biết, động từ uống, động từ ra đi, động từ đọc, động từ viết. Những động từ đó là những động từ vân vân, rồi mở nữa, rồi đó là những động từ chúng ta dùng hàng ngày. Do đó động từ nhóm 3 là một động từ tương đối khó, nó bất quy tắc mà, nhưng mà lại đâm ra dễ. Ngày nào mình cũng phải làm, ngày nào cũng mình cũng phải chia động từ này nếu nói tiếng Pháp, ngày nào chúng ta cũng phải chia động từ ale nếu chúng ta nói tiếng Pháp. Và đó là những động từ khó mà nói mãi thì nó quen, và chúng ta không có thể học động từ này, cái nhóm này trong vòng một trong một bài được. Do đó tôi vừa mới nói là hôm nay chúng ta bắt đầu học động từ nhóm 3, tôi sẽ làm rải ra thành một số bài cho tới khi nào nó xong những cái động từ chính mà chúng ta cần, rồi còn một số khác thì chúng ta cứ từ từ. Động từ phe, và tôi xin dặn một điều, khi học động từ nhóm 3 xin các anh chị làm theo như thế này này, đây là cái kinh nghiệm của tôi này. Viết động từ phe rồi xong các anh chị đừng có ghi cái nghĩa nó ra, phe là làm rồi boa là uống, viết như vậy không có đặt câu được đâu, không đặt câu được. Chúng ta phải làm như thế này này, chúng ta phải mở ngoặc đóng ngoặc viết cái participe passé của nó, bởi vì mỗi động từ nhóm 3 nó có một cái participe passé riêng. Trong khi các anh chị nhớ không, nhóm 1 nó là ơ accent aigu, nhóm 2 nó là y, chúng ta cứ cứ nhớ như vậy và không có cần viết ra nữa. Viết ra thì nó cũng không có cần thiết, nhưng cái này cần thiết phải viết ra. Viết xong cái này rồi các anh chị mới viết đây là động từ VT hay là VTI hoặc là VI, rồi sau đó mới viết cái nghĩa của nó, và nếu có giới từ thì viết thêm cái giới từ vào nữa, thì nữa chúng ta sẽ chia được câu, chúng ta sẽ làm được câu. Và học như vậy nó hơi mất công, nhưng mà học một lần là xong, không học đi học lại. Nếu chúng ta cứ học phe là làm, phe là làm, chúng ta phải học lần thứ hai participe là phe, chúng ta phải học lần thứ ba nó là VT, và cứ như vậy chúng ta rất là mất công. Khuyên các anh chị viết như thế này nhé. Động từ phe trong tiếng Pháp nếu mà dịch ra tiếng Việt nó là làm, nếu mà dịch ra tiếng Anh thì có thể là to do hoặc là to make. Tiếng Pháp chỉ có phe thôi. Tôi xin chia động từ phe như thế này: je fais, tu fais, il fait. Các anh chị để ý S, S, T đọc giống nhau nhưng mà viết khác. Je fais, tu fais, il fait. Tới cái ngôi thứ nhất số nhiều này nó đặc biệt. Đây viết là AI phải không ạ? AI thì đọc là E phải không? Nhưng mà ở đây đọc là ơ. Phiên âm quốc tế viết như thế này: Faisons, đó là đặc biệt. Tôi để cái mũi tên cho các anh chị nhớ này. Nous faisons. Ngôi thứ hai số nhiều: Vous faites. Tôi cũng để cái mũi tên cho các anh chị lưu ý này. Tại sao phải lưu ý? Là bởi vì chúng ta học nhóm 1, nhóm 2 thì chúng ta thấy các động từ mà ngôi thứ nhất số nhiều đó, nó kết thúc luôn luôn là bằng ông. Và ngôi thứ hai số nhiều nó là e, chẳng hạn nous achetons, vous achetez, nous mangeons, vous mangez, động từ nhóm 2 nous finissons, vous finissez. Ông với e bây giờ chúng ta cũng có thói quen, nous faisons, vous faisiez. Thưa các anh chị, như vậy là không đúng sai hoàn toàn. Trong tất cả cái bảng mà chia động từ phe này không có một cái ngôi nào là vous faisiez. Vous faisiez thì có, vous faisiez không có, và không có thì là sai. Thế bây giờ chúng ta, tôi đọc tiếp cái này nhé: in fond, nous faisons, vous faites, in fond. Đọc lại ạ: je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, in fond. Tôi đọc một lần nữa nhé: je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, in fond. Làm sao mà nhớ được cái này? Thì người ta có cái cách như thế này này. Bạn đang làm gì vậy? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Hoặc là mình nói vắn tắt, mình bỏ cái khung est-ce đi. Que faites-vous? Mình thấy ai đang làm cái gì đó mà mình tới đột ngột, hoặc là mình từ xa mình không thấy rõ, mình hỏi đang làm cái gì vậy? Qu'est-ce que vous faites? Hoặc là gọi điện thoại các bạn, mình không biết cái người ở bên đầu dây kia họ đang làm gì. Đang làm cái gì vậy bạn? Đang làm gì vậy? Bạn đang làm việc hay đang nghỉ ngơi? Cho tôi nói chuyện một chút. Qu'est-ce que vous faites? Các anh chị đọc cái này vài lần nó sẽ nhớ, cái tai mình nghe qu'est-ce que vous faites, rồi đến khi mình học mình chia đó, có thể mình quên, mình lỡ lời. Nous faisons, vous faisiez. Không, không phải vous faisiez,
Tại cái tai tôi nghe không bao giờ có chữ phơ dế, thì mình nghĩ lại vu phép, cái chỗ này hay lộn ạ. Infong. Một lần cuối trước khi chúng ta đi qua cái nghĩa, cách chia động từ faire như thế này: je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Cái này rất quan trọng, tôi nhắc một lần cuối nhé, rất quan trọng. Cái này cũng quan trọng nữa, quan trọng hơn này nữa là bởi vì từ cái này, người ta sẽ làm ra cái thì imparfait. Imparfait là cái thì trong quá khứ mà tôi có giới thiệu sơ qua đó, là một cái thì rất đặc biệt ở trong tiếng Pháp, gọi là quá khứ mô tả đó. Chúng ta động từ faire có khá nhiều nghĩa, tôi ghi chia ra thành những cái nhóm. Thứ nhất là làm ra một cái gì cụ thể. Ở đây các anh chị làm ra một cái bánh này, làm ra một cái trứng chiên này. Trứng chiên là mình đánh trứng rồi mình đập quả trứng ra rồi mình đánh, mình cho nước mắm, cho hành, cho gì rồi mình chiên lên. Trứng chiên, omelette, hoặc là làm bài. Đó là những cái cụ thể này. Ở dưới là những danh từ không đếm được này. Giáo ua, faire un gâteau, faire une omelette, faire les devoirs, faire du giáo ua, faire de la confiture. Được chưa ạ? Có thể là hoạt động, cái này không làm ra cái gì hết mà hoạt động. Bạn đang làm gì vậy? Qu'est-ce que vous faites? Tôi đang lau bàn thì tôi đâu có làm ra cái gì. Tôi đang sửa xe, thì tôi đang coi TV, không có làm ra gì hết, hoạt động. Rồi, qu'est-ce que vous avez fait? Cái này là quá khứ. Qu'est-ce que vous avez fait? Cái này rất là rộng. Chúng ta học passé. Sáng nay bạn làm gì? Tối qua bạn làm gì? Vừa xong bạn làm gì? Mà tôi gọi không có được. Qu'est-ce que vous avez fait? Hoặc là cái câu cuối rất là thông dụng để hỏi cái... hỏi như nghề nghiệp á, nhưng mà không phải nghề nghiệp hoàn toàn đâu, một cái gì người ta đang làm. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, hoặc là que faites-vous dans la vie. Dans la vie là trong cuộc sống á. Tiếng Anh này, what do you do for a living. Trong cuộc sống bạn làm cái gì là chính. Thì có thể là tôi là sinh viên, je suis étudiant, không phải là nghề nghiệp nhưng mà là công việc của tôi. Hoặc là mình có thể nói là tôi là công nhân, je suis ouvrier, tôi là tài xế, je suis chauffeur. Hoặc là mình nói tránh đi cũng được. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bạn làm cái gì? Je travaille à la poste, tôi làm việc ở bưu điện. Hoặc là tôi làm việc ở ngân hàng, je travaille à la banque. Ý nghĩa thứ ba của động từ faire là học hay là thực hành, thực tập. Chẳng hạn là faire du sport, chơi thể thao. Các anh chị để ý cái này đọc khác tiếng Anh nhé. Nhiều người vẫn quen cái phát âm của tiếng Anh sport, sport, sport. Chữ T không có đọc ạ, sport. Faire des études d'anglais, học tiếng Anh. Cái này là tu study này. Faire des études. Chẳng hạn như đi du học ở bên Pháp. Faire des études en France. Bỏ này đi. Faire des études tức là học hành. Hoặc là faire des cours d'anglais. Cái này là thầy giáo, to teach. Cái này là học viên, học, cái này là dạy, faire des cours d'anglais. Là chúng ta có thể gom rất nhiều các cái danh từ vào học cái gì đó, hoặc thực tập gì đó, chơi thể thao, chơi đàn, chơi nhạc vậy. Và cái ý nghĩa thứ tư của động từ faire là di chuyển. Faire une promenade, promenade là đi dạo, đi bách bộ đó. Dùng động từ faire. Faire une promenade, đi du lịch, đi chơi. Faire un voyage. Un voyage. Faire les magasins. Magasins là các cái cửa hàng lớn. Thì chúng ta tới cái ngày weekend, nhiều người cũng có cái thói quen là đi tới các cái cửa hàng, đi mua sắm hoặc đi coi hàng hóa. Thì là phải đi. Faire les magasins. To do shopping đó. Rồi faire du sang à l'heure. Các anh chị để ý cái cách này nó hơi lạ này. Không có cái gì hết mà chúng ta phải dịch là chạy 100 km/h. L là giờ, sang là 100. Người ta không nói 100 gì hết, nhưng mà cái phe này có nghĩa là di chuyển, tức là đi thì phải là 100 km/h. Ý nghĩa thứ năm là nói về thời tiết. Thời tiết là le temps. Các anh chị để ý cái này phát âm là le temps nhé. In fait beau, trời đẹp. In là vô nhân xưng, mình gọi là ông trời đó. In fait beau ngược lại là in fait mauvais. Tôi xin lưu ý là thường thường người ta nói cái ngược nghĩa của bên này thì người ta dùng phủ định, il ne fait pas beau, trời đẹp, và trời không đẹp, chứ ít khi người ta nói trời xấu lắm. Il fait chaud, trời nóng, il fait froid, trời lạnh. Tôi cũng xin lưu ý là trong bài động từ avoir chúng ta nói là j'ai chaud, tức là tôi nóng, trời bình thường nhưng mà tôi nóng bởi vì tôi mới leo cầu thang hay tôi mới làm việc. J'ai froid cũng vậy, trời không lạnh nhưng mà tôi lạnh, tôi bị cảm. Đây là ông trời nhé.
thời tiết Infer Concendere, nhiệt độ ở bên ngoài là 35 độ Bách Phân, Concendere Centigrade. Infer du Soleil, trời nóng, trời nắng. Ý nghĩa thứ sáu là làm việc nội trợ, faire le ménage, làm việc ở trong nhà, trong gia đình mình, faire le ménage. Thì có một số các cái hoạt động chính, trước hết là chúng ta phải faire la cuisine, phải làm bếp, không phải là làm ra cái nhà bếp đâu, chúng ta to cook, chúng ta nấu bếp, faire la cuisine. Faire la vaisselle là rửa chén đĩa. Vaisselle là một từ rất là rộng rãi, rất là phổ quát, tất cả những cái vật dụng gì chúng ta dùng để chuẩn bị một bữa ăn, đó là la vaisselle, chứ không phải là con nơi đi rửa bát đi thì bỏ đĩa, bỏ nồi, bỏ muỗng lại sao. Tất cả những gì để chuẩn bị một bữa ăn người ta gọi là la vaisselle, kể cả rổ, kể cả thớt. Faire la lessive cũng như vậy các anh chị, tất cả những gì là vải, đây là giặt giũ này, tất cả những gì là vải thì chúng ta đem giặt, chúng ta gọi là faire la lessive, chứ không phải là giặt quần áo thôi, có thể là ra giường, rideau ở cửa hoặc là khăn trải bàn. Faire le lit là dọn giường, faire le vitre là lau cửa kính. Sau đây là một số thành ngữ dùng với động từ faire. Thành ngữ thì có rất nhiều phải không các anh chị? Tôi chỉ đưa ra những thành ngữ mà thông dụng thôi. Các anh chị nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Bản thân tôi thì thấy cái nào cũng dùng được hết á. Faire les courses là đi chợ mua thức ăn về nấu cơm đó. Mà nếu dịch ra tiếng Anh là to do the shopping, chứ không phải đi mua sắm đâu. Đi mua thức ăn về nấu cơm. Faire la queue là xếp hàng. Faire le plein là đi đổ xăng. Đổ xăng cho nó đầy, plein là đầy. Có khi người ta nói le plein d'essence hoặc le plein de carburant cũng được. Faire le pont, pont là cái cầu. Faire le pont là chúng ta nghỉ bắc cầu. Rồi faire un tour, ý nói là đi chơi, đi dạo đó. Đi chơi một dạo, đi dạo một vòng ở trong công viên hay là ở trong rừng. Faire demi-tour là đi quay ngược trở lại. U-turn, chúng ta đi xong rồi quên cái gì là quay ngược trở lại. Demi-tour, demi là một nửa vòng. Faire signe à quelqu'un, signe là một dấu hiệu, ra dấu cho ai, gọi tới, nói đừng tới. Faire des heures supplémentaires, là giờ, supplémentaire là giờ phụ, tức là mình tăng ca. Faire la connaissance de quelqu'un, connaissance là sự biết, động từ connaître là biết, chúng ta chưa có học. Và ý nói là mình quen biết ai thì mình rất là, cái câu này, mình quen biết ai thì mình rất là sung sướng. Je suis content de faire votre connaissance. Câu này hay dùng với các anh chị nhé. Mình nói một cái xã giao, gặp ông, gặp bà, gặp anh chị, tôi rất là sung sướng được làm quen đó. Và đây là một số các cái thành ngữ dùng cho trẻ con, bé bé, trẻ nhỏ đó, mà chúng ta dùng cũng được. Faire dodo là ngủ. Đứa bé 1-2 tuổi, nó buồn ngủ. Mình nói faire dodo hả? Faire pipi, faire caca. Tôi ghi tiếng Anh ra các anh chị này, faire pipi. Nó làm bậy ra tay mình, nó ướt áo mình, nó phê pipi, phê caca. Ở phần cuối của bài tôi xin giới thiệu với các anh chị một số các cái câu ngạn ngữ, cái proverb, trong đó có động từ phê. Đây là câu tôi rất thích và cứ tới bài học động từ phê, bất cứ lớp nào tôi cũng đưa vào và muốn gửi tặng tới tất cả các học viên. Petit à petit, đọc nối, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Từng chút một, tiếng Anh này, little by little. Từng chút một, con chim mới làm tổ. Dịch ra tiếng Việt là có câu mài sắt, có ngày nên kim, nước chảy đá mòn, góp gió thành bão, kiến tha lâu đầy tổ. Để xin lưu ý các anh chị là chúng ta học ngoại ngữ, chúng ta cứ phải đi lượm chỗ này chỗ kia một chút, chúng ta mới trở thành có cái kho kiến thức được. Chứ học một bài dù cho rất là dài bao nhiêu giờ thì cũng không có thể hoàn thiện và đầy đủ được. Chúng ta phải góp nhặt. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Câu thứ hai, une hirondelle ne fait pas le printemps. Một con én không làm ra mùa xuân. L'argent ne fait pas le bonheur. Tiền không làm ra hạnh phúc. L'union fait la force. Sự hiệp nhất sẽ làm ra sức mạnh. Hợp quần gây sức mạnh. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cái nỗi khổ của những người này này sẽ làm ra sự hạnh phúc của người khác. Chẳng hạn như chúng ta ở thành phố nhiều khi được ăn những cái nông sản rẻ, thanh long, chuối, khoai lang rất là rẻ. Chúng ta thấy sung sướng, rẻ. Nhưng mà người nông dân rất là đau khổ. Họ làm ra cực nhọc mà bán giá rẻ bèo. Như vậy cái nỗi khổ của người nông dân thì lại là cái nỗi sướng của người thành phố. Les bons comptes font des bons amis. Compte là tính toán sổ sách. Cho nó kỹ, cho nó tốt, tính toán với nhau tốt thì sẽ tạo ra những người bạn tốt.
Xin chào tất cả các anh chị.